tiết lộ 6 tư thế nằm giúp bệnh nhân COVID-19 dễ thở hơn, tăng quá trình trao đổi oxy ở phổi. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Hầu hết các cô bác ở đây thường nằm ngửa khi đi ngủ, có phải không? Mặc dù tư thế này tạo cho mình cảm giác thoải mái đối với toàn bộ cơ thể, tuy nhiên thực chất lại không phải như vậy đâu. Hơn nữa, đây cũng không phải là tư thế tốt cho quá trình hô hấp. Thậm chí trong lúc ngủ say, cô bác có thể bị ho sặc bất ngờ hoặc là phát ra tiếng ngáy, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bên cạnh. Do đó, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với cô bác 6 tư thế nằm cực kỳ đơn giản giúp cô bác dễ thở hơn và giúp phổi lưu thông khí một cách tốt nhất. Cô bác thực hiện mỗi ngày trước khi đi ngủ thì không chỉ hô hấp hiệu quả mà ngủ cũng ngon, giảm bớt tình trạng đau nhức lưng và chân tay. Hết sức cần thiết trong mùa dịch COVID-19 này, cô bác nhé! Tư thế đầu tiên là nằm sấp. Có lẽ nhiều cô bác đang nghĩ rằng nằm sấp sẽ khiến cho tình trạng khó thở trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì đây mới lại là tư thế nằm giúp giữ cho đường thở trở nên rộng mở hơn, do đó giảm ngáy ngủ. Phổi của chúng ta nằm gần phần lưng hơn so với phần trước. Điều này có thể giải thích cho việc khi nằm ngửa, cô bác thường cảm thấy khó khăn khi thở đấy, cô bác. Bởi vì phổi sẽ bị chèn ép xuống, các túi khí nhỏ cần phải làm việc nhiều hơn để giúp cho phổi căng lên trong quá trình hít thở. Trong trường hợp đó, cô bác lại thường cố gắng thở mạnh hơn để lấy được nhiều không khí. Thế nhưng việc này chỉ khiến cho phổi dễ dàng bị tổn thương mà thôi. Trái lại, tư thế nằm sấp sẽ giúp giảm áp lực lên phổi. Nhờ đó mà phổi của cô bác có thể căng phồng thoải mái và ngăn ngừa các vấn đề như là xẹp phổi. Tư thế nằm sấp có thể khiến cho cô bác bị đau mỏi các khu vực cổ, thắt lưng nếu không thực hiện đúng cách. Do vậy, cô bác chú ý theo hướng dẫn sau đây nhé. Để thực hiện được tư thế này, cô bác cần chuẩn bị 3 chiếc gối. Trước tiên, cô bác nằm sấp lên giường, kê một chiếc gối mỏng ở trên đầu, một chiếc kê ở bụng và chiếc còn lại kê ở phần cổ chân. Khi nằm, cô bác sẽ xoay nghiêng mặt sang một bên, chứ mình không úp mặt xuống cô bác nhé. Để mặt tựa lên chiếc gối. Hai tay cô bác đặt úp sang hai bên sao cho thoải mái nhất. Cô bác giữ tư thế này trong khoảng từ 30 phút đến 2 tiếng là được rồi. Trong đó, chiếc gối kê ở bụng sẽ giúp cho phần bụng thoải mái hơn khi úp trực tiếp lên đệm, tránh ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của cô bác. Nếu bộ ngực hoặc phần bụng của mình khá lớn thì cô bác có thể đặt gối ở ngực trên và xương chậu để hỗ trợ cho các bộ phận này. Ngoài ra, chiếc gối kê này cũng giúp cho cô bác không làm ảnh hưởng tới phần thắt lưng dẫn đến đau lưng và tê liệt cô bác nhé. Còn chiếc gối kê phần dưới có tác dụng giảm căng thẳng cho cơ bắp ở vùng cẳng chân. Nếu thiếu đi chiếc gối này, cô bác cũng không duy trì được tư thế này quá 20 phút đâu. Tư thế tiếp theo là nằm nghiêng an toàn. Không chỉ nằm sấp mà nằm nghiêng cũng giúp cho cô bác khai thông đường thở cô bác nhé. Thông thường khi nằm nghiêng, cô bác chưa biết cách chỉnh tư thế sao cho đúng nên dễ bị tê chân, tê tay, lại đổ về tư thế nằm ngửa. Để tránh tình trạng này thì cô bác cũng chỉ nên nằm trong khoảng nửa tiếng thôi nhé. Khi nằm thì mình không sử dụng gối, cô bác sẽ đặt sát đầu xuống giường sao cho phần cổ cao hơn phần miệng. Ban đầu sẽ hơi gượng nhưng cô bác chịu khó. Hai tay cô bác có thể đặt duỗi thẳng, vuông góc với thân người hoặc là gập nhẹ tay trên và nắm lấy tay dưới đang duỗi thẳng. Tư thế mình có được sẽ hơi cứng, trông giống với một khúc gỗ cô bác nhé. Trông thế thôi, nhưng tư thế này sẽ góp phần tạo sự thông thoáng cho đường thở trên, bao gồm mũi, vòm họng, cổ họng, thanh quản, xoang và khí quản của cô bác. Nó cũng ngăn không cho lưỡi bị tụt về sau và sâu trong cổ họng, từ đó thuận lợi đưa các dịch nhầy, đờm rãi và các dị vật ra bên ngoài, làm sạch vùng họng và tránh sặc cũng như nuốt các chất này ngược trở lại vào trong đường hô hấp, dẫn đến suy hô hấp của bác nhé. Sau đó cô bác chuyển sang tư thế nửa nằm nửa ngồi. So với các tư thế trước thì tư thế nửa nằm nửa ngồi khá thoải mái, lại rất thích hợp khi cô bác cảm thấy mệt mỏi và cần được thư giãn. Cô bác sẽ nâng người lên khoảng 60 độ, sao cho thân trên hơi ngả về phía sau, kê một chiếc gối ở đằng sau đầu. Hai chân cô bác duỗi thẳng hoặc đặt thấp xuống cạnh giường, hai tay cũng buông xuống sao cho dễ chịu nhất. Cô bác sẽ giữ nguyên tư thế này trong vòng nửa tiếng cô bác nhé. Đối với hệ hô hấp, tư thế này có tác dụng giúp cho cơ hoành dễ di động hơn. Cô bác để ý, trong lúc hít vào thở ra thì có một phần cơ ở phía dưới ngực sẽ nâng lên hạ xuống theo nhịp thở. Đó chính là cơ hoành đấy cô bác. Nó sẽ hỗ trợ chức năng thở cho cô bác. Do đó với tư thế nửa nằm nửa ngồi, khi cô bác hít thở sẽ giảm bớt áp lực của các nội tạng trong ổ bụng lên khoang ngực,
từ đó giảm tuần hoàn tĩnh mạch trở về tim, hỗ trợ cho quá trình hô hấp diễn ra thuận lợi hơn. Như vậy là chúng ta đã đi qua một nửa quy trình hô hấp rồi. Chuyển sang tư thế thứ tư, cô bác sẽ thực hiện tư thế nằm nghiêng an toàn nhưng đổi bên cô bác nhé. Tư thế này giống với tư thế thứ hai, chỉ là mình sẽ đổi ngược bên còn lại. Nếu trước đó cô bác nằm nghiêng sang bên phải thì bây giờ mình sẽ nằm nghiêng sang bên trái và ngược lại nhé. Lần này cũng duy trì trong khoảng nửa tiếng cô bác nhé. Tư thế thứ năm là nằm sấp co một chân. Vẫn là nằm sấp nhưng thay vì duỗi thẳng cả hai chân thì cô bác chỉ duỗi một chân thôi, chân còn lại co lên tạo thành góc vuông và kê trên một chiếc gối. Cánh tay cùng phía với chân này cũng đặt lên một cái gối nhỏ, mặt xoay về cùng phía và giữ nguyên trong 30 phút. Tư thế này cũng giúp giảm áp lực cho phổi, tạo điều kiện cho quá trình trao đổi và lưu thông khí. Ngoài ra, nó còn có lợi ích rất lớn đối với tinh thần của cô bác, giúp cô bác giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi từ thể xác cho đến tinh thần sau một ngày dài nhé. Và tư thế cuối cùng là đổi ngược với tư thế đầu tiên trong quy trình. Tư thế đầu tiên là nằm sấp, duỗi thẳng chân và kê ba chiếc gối ở đầu, bụng và cổ chân, xoay mặt về một bên. Thế nên đổi ngược lại, cô bác chỉ cần xoay mặt sang bên kia là được. Ví dụ ở tư thế đầu tiên, cô bác xoay mặt sang trái thì tư thế cuối cùng sẽ xoay sang bên phải cô bác nhé. Duy trì tư thế này dao động trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 2 tiếng. Cô bác lưu ý là nếu đang bị các bệnh như huyết khối tĩnh mạch sâu, mắc bệnh tim mạch và các vấn đề về cột sống hoặc gãy xương thì tránh các tư thế nằm sấp trong quá trình vừa rồi nhé. Ngoài ra, nhà cô bác có ai đang bầu bì thì cũng không nên tập các tư thế nằm sấp. Còn các tư thế khác, cô bác yên tâm vẫn có thể thực hiện được. Trong khoảng thời gian thực hiện, cô bác hãy theo dõi nồng độ oxy trong máu bằng máy đo, theo dõi nhịp tim. Nếu có các dấu hiệu bất thường, cần gọi ngay cho các nhân viên y tế để được hỗ trợ kịp thời. Thực hiện 6 tư thế nằm vừa rồi vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp cô bác tránh xảy ra tình trạng khó thở, làm gián đoạn giấc ngủ. Tuy nhiên, tình trạng này có thể xuất hiện ở bất cứ lúc nào trong ngày. Đó có thể là khi cô bác đang làm việc nhà hoặc đang nấu ăn chẳng hạn. Những lúc đó thì việc thực hiện tư thế nằm nghe chừng không được tiện. Do đó tôi sẽ chia sẻ với cô bác một vài mẹo rất dễ làm giúp cho cô bác khắc phục được tình trạng khó thở. Dù là bất cứ lúc nào hay ở bất kỳ đâu thì cô bác cũng đều có thể áp dụng cô bác nhé. Mẹo thứ nhất là ưỡn ngực về trước, thở sâu. Không ít cô bác đang giữ tư thế hơi cúi người về phía trước, lưng có xu hướng gù đi. Thói quen này cũng gây khó khăn cho quá trình hô hấp bình thường đấy cô bác. Thế nên việc ưỡn ngực về trước, giữ thẳng lưng và thả lỏng vai sẽ giúp cho phần ngực của cô bác trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Cùng lúc đó, cô bác hãy cố gắng hít thật sâu và thật chậm rồi thở ra từ từ. Nhờ vậy mà chức năng phổi sẽ được cải thiện và hơi thở của cô bác sẽ dần điều hòa trở lại cô bác nhé. Mẹo thứ hai là thở bằng miệng. Thông thường chúng ta hay thở bằng mũi, tuy nhiên thở bằng miệng lại là một trong những mẹo để giúp điều hòa hơi thở nhanh chóng đấy cô bác. Tuy nhiên, không phải là cứ mở miệng ra rồi thở là đúng đâu. Khi thở bằng miệng, cô bác cần mím môi lại giống như là đang huýt sáo nhé. Sau đó thả lỏng các cơ ở vùng cổ và vai. Một tay cô bác đặt lên bụng, tay còn lại thì đặt lên ngực. Tiếp theo, cô bác hít vào, thở ra từ từ và đều. Khi hít vào, cô bác chú ý là khép miệng và giữ bụng căng. Tiếp đó là thở ra bằng miệng và từ từ xẹp bụng xuống. Mẹo nhỏ này sẽ giúp cô bác loại bỏ các tác nhân làm tắc nghẽn không khí, từ đó mở rộng đường hít thở cho cô bác nhé. Mẹo thứ ba là xông hơi, hít thở hơi nước. Cô bác đều biết xông hơi rất tốt cho cơ mặt và làn da, có đúng không? Nó sẽ giúp cho cô bác thư giãn, lỗ chân lông mở ra, làm sạch da mặt. Tuy nhiên xông hơi để cải thiện đường thở thì có lẽ không mấy ai biết và cũng không nhiều người áp dụng đâu. Cô bác hình dung là khi mình xông hơi thì hơi nước sẽ lan tỏa vào bên trong khoang mũi, từ đó làm thông mũi. Không những vậy, đây là một cách để cung cấp độ ẩm cho mũi để làm tan các chất nhầy. Chất nhầy này có vai trò bảo vệ đường hô hấp trên của cô bác, ngăn không cho vi khuẩn tấn công. Do đó nó cũng chứa vi khuẩn và bụi bẩn nên cần phải loại bỏ. Xông hơi sẽ góp phần loại bỏ dịch nhầy trong mũi, giúp cho cô bác hít thở dễ dàng hơn. Rất đơn giản thôi, cô bác chỉ cần nấu một bát nước nóng. Nếu có tinh dầu khuynh diệp hoặc là bạc hà thì cô bác có thể nhỏ vào vài giọt, sẽ thơm hơn và cũng hiệu quả hơn nữa.
Tiếp đến, cô bác hãy cúi mặt trên bát nước, rồi chùm khăn qua đầu và hít hơi nước. Tôi đảm bảo chỉ một lát sau, cô bác sẽ cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều và không còn tình trạng khó thở nữa, cô bác nhé. Cô bác nên thực hiện thường xuyên các phương pháp mà tôi vừa chia sẻ trong video này, bởi vì nó không chỉ giúp cô bác khắc phục được các triệu chứng khó thở một cách nhanh chóng, mà còn hỗ trợ cho chức năng chung của hệ hô hấp, góp phần phòng tránh và điều trị các bệnh về hô hấp, cô bác nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.